Cô thân chào tất cả các em học sinh lớp 8 của trường trung học cơ sở Chu Văn An. Các em thân mến, hôm nay cô trò chúng ta sẽ sang bài kết thúc chương trình ngữ văn lớp 8 học kỳ 2 với bài chương trình địa phương phần tiếng Việt. Mục tiêu bài học: kiến thức. Chúng ta sẽ hệ thống hóa từ ngữ chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích được dùng trong giao tiếp ở địa phương, các từ ngữ địa phương chỉ quan hệ ruột thịt, thân thích. Kỹ năng, rèn kỹ năng sử dụng từ ngữ địa phương chỉ quan hệ thân thích, ruột thịt. Thái độ, chúng ta sẽ học được ý thức sử dụng từ ngữ địa phương đúng với đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp, có thái độ nghiêm túc, đúng đắn đối với môn học. Sau đây chúng ta đi vào phần vận dụng. Các em sẽ xem bài 1 trong sách giáo khoa ngữ văn 8, tập 2, 145. Các từ ngữ xưng hô địa phương trong đoạn trích A, U. Cách xưng hô của địa phương để gọi mẹ, thường thường là địa phương ở miền Bắc nước ta. B, từ mợ. Cách xưng hô của một số gia đình trung lưu ở thành thị thời Pháp thuộc. Đây không phải là từ toàn dân, không phải từ địa phương. Bài 2, sách giáo khoa 145. Một số từ ngữ xưng hô mang sắc thái riêng của địa phương mình và những địa phương khác mà em biết. Ví dụ, đồng bằng Bắc Bộ gọi thầy U, toàn dân là bố mẹ. Vùng Trung Du Bắc Bộ, bá, toàn dân, bác gái, bầm, toàn dân, mẹ. Vùng Trung Trung Bộ, en, toàn dân, anh, mẹ, toàn dân, bà, mi, toàn dân, mày. Bài 3, sách giáo khoa trang 145. Các từ xưng hô địa phương, các em thấy thường chỉ dùng trong phạm vi giao tiếp hẹp trong vùng địa phương và không dùng trong hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức. Như vậy, chúng ta thấy những từ địa phương khi được dùng sẽ làm tăng cái sắc thái địa phương vùng miền. Và thường thường khi mà làm tăng sắc thái địa phương như vậy thì nó trở nên gần gũi, thân thuộc. Nhưng chúng ta lưu ý, nó sẽ không được dùng trong hoàn cảnh giao tiếp có tính chất nghi thức. Ví dụ chúng ta đi sang các địa phương khác, nếu chúng ta nói tiếng địa phương của mình thì người nghe, người ta sẽ khó hiểu, có thể là không hiểu rõ mình cái nội dung mình nói là gì. Nên chúng ta không dùng với tính chất nghi thức. Câu 4. Ở đây em thấy từ ngữ toàn dân và từ ngữ địa phương em tương ứng. Ví dụ trường hợp 1, bố, có nhiều nơi thì cũng gọi là bố, cha, hoặc ba, hoặc là tía. Trường hợp thứ hai gọi mẹ, một số địa phương cũng gọi mẹ, hoặc là má, hoặc là vú, hoặc là u, hoặc là bầm, mẹ, mã. Trường hợp thứ ba, ông nội, một số nơi gọi là ông hoặc ông nội. Trường hợp thứ tư, ông ngoại, hay còn gọi là ông vải ở một số địa phương miền Tây. Năm, bác, anh trai của cha, từ toàn dân mình cũng gọi là bác. 6. Bác gái, vợ anh trai của cha, mình cũng gọi là bác. Miền Nam thường thường có khi mình nghe là gọi bằng cô. 7. Chú, từ ngữ địa phương cũng gọi là chú. Như vậy, các em thấy về cái chương trình địa phương phần tiếng Việt, cách gọi về các mối quan hệ ruột thịt, thân thích, thì hôm nay chúng ta hiểu thêm được một số từ ngữ địa phương. Và cô hy vọng rằng với bài học này, chúng ta biết trân trọng và biết cách sử dụng cái từ địa phương để tạo cái sắc thái tình cảm khi mình giao tiếp, để cho nó tạo được cái mối quan hệ gần gũi, thân thuộc. Bài học đến đây là kết thúc, và cô chúc các em một cái kỳ nghỉ hè an toàn. Và các em nhớ làm theo khuyến cáo của Bộ Y tế về các quy định phòng chống dịch Covid-19 để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng các em nhé. Thân chào tất cả các em, chúc các em học giỏi và luôn thành công.